rồi. Đây là trái sầu riêng Tí Hon nè. Hôm nay quay trở lại sầu riêng Tí Hon. Anh cô cho hòn ra em luôn nha. Hôm nay thì giá sầu riêng hôm nay mình bao nhiêu anh? Dạ 170 anh. 170 hả? Dạ. Giảm nhẹ. Giảm nhẹ. Sầu riêng Tí Hon Thái nhập khẩu giảm nhẹ. Thử không em? Nè, muối này đang rời nè. Hỏi cho em vô hộp. Vô hộp nhỏ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để cho mình Tí Hon gây sốc ở Sài Gòn. Hôm nay thấy cùi sầu riêng hôm nay cái điêu luyện ra một xíu rồi nha. Dạ. Hả? Dạ. Tôi biết bao nhiêu tấn rồi. Chắc mười mấy tấn rồi. Địa chỉ của anh là 204 Nguyễn Thái Bình, phường 13, phường ở đây phường Tân Bình. Phường 12, quận Tân Bình. Địa nhất sầu riêng Thái. Tiếp trái này làm nhé. Trên ghi. Lấy từ. 162. Gọi là khuyến mãi đó nha. Mai hả? Mai khuyến mãi còn 150 đó. Mai khuyến mãi là Thái hả? Còn 150 hả? Bạn hết luôn này là hết luôn á. Là hết Thái luôn cái dạ, gì? Hết Thái luôn. Thái luôn hả? Đợt cuối luôn hả? Đợt cuối à. Đợt cuối rồi. Anh nè, em cũng chào nha. Anh à. Đây quay được nhà mai là khuyến mãi. Mai này đồng khuyến mãi. Nhà mai không cần đóng phí đúng không? Nhà mai khuyến mãi còn 150 á. À nhà mai là còn 150. Sao chị cũng để ngày mai ăn chị. Mai qua kêu mai mới giảm. Dạ sầu riêng Tí Hon rất là nhiều. Anh nhắc nó là bán khoảng một đợt nữa là để kết thúc chương trình sầu riêng nhập của năm 2023 nha. Dạ. Ủa vậy là bán đợt này nữa là kết thúc hả anh nhắc? Kết thúc là mùa là hết mùa luôn. Hết mùa của 2023 hả? 2023. Dạ. Hết mùa luôn. Mùa này hết mùa rồi. Mai ra mua đi. Mai khuyến mãi 150. Dạ 170. Ủa nhưng mà hết rồi mình bán cái gì? Chuyển rồi bán cái gì hả? Mình chuyển qua 16. Dạ mình chuyển lên 101 thôi. 16 là 101 hả? Đây, những trái sầu riêng Thái mini full mini Tí Hon. Trái này nó 2,8 kg mấy đó chị, mà ngon lắm chị. 2,8 kg mấy á. Quá rồi nha. Dạ dạ. Dạ. 316 chị. Cơm bao ngon chị. Nên là bao ngon. À. 101 anh nhé. Dạ bao. Hàng này hàng đặc biệt. Con giật cái đó ra. Con giật cái đó ra. Ờ, đúng rồi con giật ra. Lô hàng bên Thái là còn một ít chứ.
trái này nhận muối dữ thì trái muối dữ rồi quá sáu muối riêng có một trái mà muối thì gì đây trời ơi, quá trời quá đất luôn á chứ lô này là anh mới nhập về đúng không lấy thêm trái nhỏ nữa được này. Trái khoảng ký hơn ký à rất là nhỏ thôi tức là ngày mai ngày mai tức là đi ăn khách hàng á là anh sẽ bán xuống còn 150 xong hết cái lô này là anh kết thúc nha cô chú anh chị và các bạn dạ 9 là 1 à chưa được 150 gì một 150 150 ngàn 150 á sao không nhập về thêm mà tới đó là hết rồi anh nhắc đức thầy à, Bình Thái nó báo à Bình Thái báo hả phải coi nó tình hình nó coi nó như thế nào đúng không nào tại giờ đang chung dạ đúng rồi đúng rồi Trung Quốc nó đang ăn à Trung Quốc đang ăn đúng rồi ăn Bình Thái gì đó hiện tại là Trung Quốc đang cái vụ mà sầu riêng á Trung Quốc đang ăn nhiều lắm sao anh không lấy Noka chip về bán Noka chip không có hàng Noka chip không có hàng đang hỏi cái vụ thằng Campuchia của Campuchia nó. Campuchia cũng được hỏi Campuchia của nó hết Thái thì mình lấy Campuchia Campuchia cũng ngon mà nó nhỏ muối nhiều quê Campuchia thì trái to hơn trái to sợ người mấy người Việt Nam mình phải ăn hàng nhỏ nhỏ tí hon Việt Nam mình thích nhỏ tí hon nhỏ muối nhiều là không thích à nhỏ nhỏ nhưng lại có vỏ nhiều lắm chung là anh về sầu riêng ngoài ri nè cô chú đó đây là sầu riêng ri nè đó ri ri mới nhập về đây đó ri mới nhập về lấy 46 luôn mới nhập nhập 500 500 hả lấy 46 luôn mới nhập về 500 kg hả mới nhập về 500 dạ ri lên chỗ đó ri đẹp không đẹp ri là 101 ri đặc biệt là 101 ri đặc biệt là 101 còn Thái là mai 150 tri ân khách hàng sổ sàng luôn đúng không sổ hết luôn đúng không sổ hết trang rồi nhập luôn bán Thái cũng lâu rồi không có đợt khuyến mãi rồi mai có đợt khuyến mãi hôm nay có chương trình chạy khuyến mãi đúng không anh nhé mai có chương trình khuyến mãi khuyến mãi của chương trình khuyến mãi là ngày gọi điện thoại như thế nào em đọc số cho cô chú luôn đi 0938414981 cái tin nhất mai hàng Thái Lan khuyến mãi còn 150 Thái Lan khuyến mãi còn 150 hả bạn bao ăn bình thường vì sao là viết là 101 vì sao anh viết là 101 nhiều lắm điểm luôn hả chị? Bởi vì em chưa chỉ là mua tại chỗ đi, có vấn đề là trả luôn ở đây đâu có dễ. Hả? Có hả? Có hả? Đi đây, khách kia, khách kia. Có cao chip, có cao chip. Không mà đi, không mà đi. Mày gì có bọc đây? Tới hỏi bùa này của chú anh chị mặn Hà Nội anh có bán mặn Hà Nội
cà chip hả anh? Lô cà chip muốn là một quàng á, lô chú mình muốn bán cho ăn ông gì đó. À. Lô cũng ngon vô. Hình như cái đợt đó thấy anh nhập về là chỉ có một lô đó thôi đúng không? Đúng rồi, cái lô không. Cái lô đó là kết thúc rồi đâu cái đó mình lấy nữa không có. À, lấy nữa không có hả? Thế anh nhập về ở trong đó là... Mặn là bao nhiêu anh nhắc? Mặn là 30k hả? Mặn 30k. À, mặn là 30k. Ngoài ra anh còn bán mặn nữa. Còn cái hộp hộp ấy kia? Hộp sầu thái ký 400 anh. Là của trùng bò. Trùng bò là cái... À. Trùng bò cơm sữa. À, trùng bò cơm sữa rồi. Có bán trùng bò nữa hả? Có bán trùng bò nữa hả? À. Mặn rồi. Mặn ngon. Mặn của đúng của Lạng Sơn á. Mặn Lạng Sơn á. Đúng Lạng Sơn luôn. Dạ.